bên gia đình chồng của em là ba dành hết, không để cho em là bà với chú cùng nhau nấu. Rồi xong cái nó để vậy, để con vô rửa chén, mới gì cầm mấy chén lên cũng thôi được rồi, được rồi, để đó. Em cũng không muốn cưỡng ép ai. Vi chưa một lần nào, một giờ nào, một phút nào phải làm dâu cả. Em cãi ba nhiều, em bỏ nhà đi, ba tìm bằng được, kéo em về. Gia đình của em đợt vừa rồi có rất là nhiều biến cố, và ba là một cái người luôn một tay nắm em, một tay nắm Phan Anh. Ba luôn nhắn cho em là con yên tâm, có ba sau lưng con.